vị đang quay trở lại với bản tin cà phê Sài Gòn. Kính thưa quý vị, mặc dù Việt Nam đang thuận lợi trong việc đạt được các thỏa thuận mới để xuất khẩu cá tra sang các thị trường như là Mỹ hay EU, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi giá cá tra giảm trong năm ngoái đã khiến cho nguồn cung sụt giảm mạnh. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, trong 2 tháng đầu năm nay thì sản lượng cá tra đã thu hoạch giảm đến 17% so với cùng kỳ năm 2015. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong 2 tháng đầu năm nay, sản lượng cá tra đã thu hoạch ước đạt 114.000 tấn, giảm đến 17% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng cá tra thu hoạch giảm là điều đã được dự báo từ trước vì diện tích tái thả nuôi trong dân sụt giảm mạnh do thua lỗ kéo dài, nông dân hết vốn để tái đầu tư. Cụ thể, các tỉnh giảm mạnh nhất là tỉnh Đồng Tháp lên đến con số 43%, kế đến là Bến Tre giảm 17%, An Giang giảm 13%. Trong năm 2015, giá cá tra sụt giảm mạnh, mức giá thấp nhất trong năm qua chỉ từ 18.000 đến 19.000 đồng 1 kg, trung bình giảm từ 2.000 đến 2.500 đồng 1 kg vào thời điểm cuối năm so với đầu năm. Con số này tương đương giá thành nên nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ thu hoạch đã bị lỗ vốn phải treo ao. Nhiều khả năng trong năm nay khi nhu cầu xuất khẩu tăng, ngành sản xuất và xuất khẩu cá tra sẽ rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu. Kính thưa quý vị, viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh nguy hiểm và dễ lây thành dịch. Tuy nhiên, đại diện ngành y tế khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang. Và theo đó thì đây không phải là căn bệnh lạ và Việt Nam đang được khắc phục tốt. Đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, viêm màng não do não mô cầu là căn bệnh rất phổ biến tại Việt Nam trước đây. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu gây nên và lây lan qua đường hô hấp theo giọt bắn. Đây là dạng bệnh nguy hiểm do khó phát hiện sớm, tỷ lệ tử vong cao và dễ lây thành dịch. Triệu chứng của bệnh là những dấu hiệu liên quan đến não như sốt cao, co giật, nôn mửa. Nhiều trường hợp bệnh nhân điển hình có ban xuất hiện xuất huyết hình sao, không giống sốt xuất huyết thông thường. Cùng với sự phát triển của xã hội, người dân ngày càng ý thức cao hơn về việc phòng bệnh, vệ sinh cá nhân và việc điều trị bệnh cũng ngày càng có những tiến bộ, do đó nguồn bệnh cũng được thu hẹp. Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, mỗi năm vẫn xuất hiện khoảng 100 đến 200 bệnh nhân não mô cầu, tập trung chủ yếu vào mùa đông xuân. Riêng về tình trạng viêm màng não mô cầu xuất hiện liên tục tại nhiều địa phương gần đây, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, việc người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh là đúng nhưng cũng không nên quá hoang mang. Tôi cho rằng là dịch bệnh thì đây vẫn là cái bệnh lưu hành. Chúng ta thực hiện các biện pháp phòng bệnh thì rất là đúng rồi. Thế còn lo lắng thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng không nên quá hoang mang. Bởi vì trước kia thì bệnh nó rất là phổ biến, bây giờ chúng ta đã giảm được cái số mắc bệnh, nhưng mà cái việc phòng bệnh thì rất là cần thiết. Bởi vì cái bệnh này nó có khả năng lây lan này. Và hai nữa là những cái người mắc bệnh thì đôi khi là có những cái triệu chứng rất nặng và dẫn đến tử vong. Biện pháp phòng bệnh được ông Phu đặc biệt lưu ý là thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh nơi ở, nơi làm việc. Ngoài ra người dân có thể tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu. Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng, tính từ năm 2015 đến hết tháng 2 năm 2016, đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh não mô cầu rải rác tại 7 tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Sơn La, Hòa Bình, Gia Lai. Trong đó, một ca viêm não mô cầu tại Hải Dương đã tử vong sau khi chưa đầy 2 ngày nhập viện điều trị. Đã hơn 20 năm kể từ khi chương trình viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản thực hiện tại Việt Nam, đến nay thì hiệu quả và chất lượng của các công trình dự án đó đã đi đến đâu? Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn mà phóng viên chúng tôi đã thực hiện với ông Nakajima Satoshi, là Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Việt Nam ngay sau đây. Thưa ông, vì sao lại có cái chương trình là viện trợ không hoàn lại như vậy ạ? Thế bây giờ phía Nhật Bản thì chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ là đường sắt đô thị hoặc là đường cao tốc v.v. Nhưng mà chúng tôi những kiến trúc đó thì không thể phục vụ cho những người dân địa phương trực tiếp được. Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng những kiến trúc không hoàn lại quy mô nhỏ như thế này. Thì trực tiếp đáp ứng nhu cầu của dân các địa phương. Dạ vâng, thưa ông, hơn 20 năm kể từ khi cái chương trình mà viện trợ không hoàn lại được thực hiện, thì đến nay thì phía chính phủ Nhật Bản cũng đã có khá là nhiều chương trình như vậy. Thì theo ông, tính đến thời điểm hiện tại thì cái hiệu quả của những chương trình trước thì đến đâu rồi ạ? Tôi nghĩ bản thân đấy, tôi cũng đi thăm các địa phương và tham dự để trao giao cho những viên chỗ của chúng tôi, ví dụ là nhà trường, những thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương,
tôi thấy nhân dân thì rất là phấn khởi, và mà tôi cũng có đi thăm bệnh viện đã được nhân viên chủ của chúng tôi vẫn tiếp tục để là những thiết bị y tế đó, hoặc là những nhà trường vẫn có sử dụng hiệu quả rất là những thiết bị của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là viên chủ của chúng tôi phát huy có đầy đủ hiệu quả cho nhân dân các địa phương. Dạ vâng ạ. Với những cái kết quả như vậy thì trong thời gian tới thì phía chính phủ Nhật Bản cũng như là tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam nói chung thì mình có cái kế hoạch gì cho những chương trình mà viện trợ không hoàn lại tiếp theo không ạ? Thế khi mà tôi đi xa, tức là đi các địa phương thì tôi vẫn thấy nhiều nơi vẫn gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế, hoặc là đời sống, điều kiện đời sống môi trường khó khăn. Thế chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng mở rộng quy mô, hoặc là viên trợ không hoàn lại quy mô nhỏ này. Thế cho nên là song song với những việc những công trình tức là quy mô lớn, tức là cơ sở hạ tầng, và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tức là hoặc là mở rộng hơn nữa, tức là có số lượng dự án hoặc là đối tượng tức là cấp những dự án cho các tức là địa phương một cách hiệu quả hơn nữa. Dạ vâng. Vậy thì theo ông thì cái chương trình viện trợ không hoàn lại này thì có ý nghĩa như thế nào đối với cái mối quan hệ giữa hai nước ạ? Thế tất nhiên là giữa hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam thì là rất là có hiểu biết lẫn nhau. Và những người lãnh đạo Nhật Bản đi thăm đi thăm lẫn nhau, mà nhưng mà trên cấp nhân dân đấy thì vẫn còn tức là chúng tôi nghĩ rằng là phải thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân cấp nhân dân các địa phương. Cho nên là cái này là một cái dùng cử phương tiện rất là có hiệu quả để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc của chúng ta. Vâng ạ. Dạ vâng thưa ông, thì nếu mà so sánh giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản thì theo ông là hai nước có những cái điểm tương đồng nào về như là điều kiện khí hậu hay là tình hình phát triển kinh tế ạ? Tất nhiên là có nhiều, Nhật Bản và Việt Nam thì có nhiều điểm tương đồng về mặt văn hóa và tình cảm nhân dân thì rất là gần gũi giống nhau. Nếu mà sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không cảm thấy gì khác biệt với Nhật Bản. Nhưng mà khi đi xa địa phương thì vẫn còn thấy nhân dân gặp khó khăn. Cho nên là chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác với các nhân dân để có đời sống, điều kiện đời sống tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa theo dõi hình ảnh về chiếc bánh kem nhảy múa của nghệ nhân Dubois người Pháp.
Và tiếp theo đây xin mời quý vị cùng quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 sẽ diễn ra từ 18 tức là sáng ngày hôm nay đến 25 tháng 3 thưa quý vị. Gồm liên hoan phim Pháp ngữ, triển lãm ảnh về nước Pháp và các hoạt động giao lưu văn hóa khác. Toàn bộ nội dung này đã được ban tổ chức công bố tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh sáng 16 tháng 3. Ngày 20 tháng 3 năm nay đánh dấu 46 năm Ngày Quốc tế Cộng đồng Pháp ngữ. Nhiều hoạt động văn hóa và lễ hội sẽ được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và điểm nhấn quan trọng là Ngày hội Pháp ngữ tại Thảo Cầm Viên. Đại diện ban tổ chức cho biết, Ngày hội Pháp ngữ 20 tháng 3 tại Thảo Cầm Viên năm nay ước tính quy tụ khoảng 2.800 học sinh, sinh viên, phụ huynh giáo viên và các bạn trẻ yêu tiếng Pháp. Buổi lễ chào mừng chính thức sẽ giới thiệu các tiết mục của học sinh, sinh viên các lớp tiếng Pháp trong thành phố. Bên cạnh đó là gian hàng của đại diện các nước nói tiếng Pháp như Canada, Bỉ, Thụy Sĩ. Hiện nay, tiếng Pháp đang là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai trên toàn cầu, và Pháp là nước châu Âu đón nhiều du học sinh Việt Nam nhất. Điều thú vị là Ngày Pháp ngữ năm nay, các hoạt động đều do phía Việt Nam phối hợp với các cơ quan của Pháp, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ tổ chức, cho thấy sự giàu có trong văn hóa của cộng đồng Pháp ngữ. Bên cạnh các hoạt động tại Thảo Cầm Viên vào ngày 20 tháng 3, trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 3, còn diễn ra các triển lãm về đất nước và con người Pháp, triển lãm về sự gặp gỡ văn hóa và liên hoan phim Pháp ngữ, giới thiệu 8 bộ phim đến từ các nước nổi tiếng Pháp tại IDECAP. Tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka đã bị loại ở vòng 4 giải quần vợt Indian Wells sau thất bại trước hạt giống số 15 của giải là David Goffin của Bỉ. Hai tay vợt đã trải qua 3 set của trận đấu và tay vợt người Bỉ giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 5-7, 7-6. Tay vợt vô địch giải Pháp mở rộng Wawrinka đã không thể vượt qua Goffin ở set thứ 3 khi hai tay vợt hòa nhau 5 năm trong loạt tiebreak. Và tay vợt người Bỉ dù được đánh giá thấp hơn đã có chiến thắng thuyết phục để giành quyền đi tiếp. Goffin sẽ gặp tay vợt người Croatia Marin Cilic ở vòng sau. Borussia Dortmund đã có mặt ở London để chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội chủ nhà Tottenham ở vòng 1/16 Europa League. Đội bóng đến từ Đức đã có chiến thắng 3-0 ở lượt đi, vì vậy chắc chắn họ sẽ có một trận đấu khá nhẹ nhàng dù phải thi đấu trên sân White Hart Lane của đối phương. Tuy nhiên, huấn luyện viên và cầu thủ của câu lạc bộ Dortmund vẫn tỏ ra thận trọng trước trận lượt về này và cho rằng Spurs vẫn là một đội bóng khá nguy hiểm. Hiện tại hai câu lạc bộ đang có vị trí khá tương tự nhau ở các giải quốc nội. Nếu như Tottenham cũng đang kém 5 điểm với đội đầu bảng Leicester, thì Dortmund cũng đang bám đuổi Bayern cùng với khoảng cách tương tự. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal đang hy vọng đội sẽ lội ngược dòng thành công trước câu lạc bộ Liverpool. Ở trận lượt đi trên sân Anfield, Liverpool đã có thắng lợi 2-0. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hà Lan cho rằng đây là một kết quả không phản ánh được chất lượng thi đấu của câu lạc bộ. Ông đang mong muốn gây bất ngờ ở trận lượt về này. Hai đội đều đang có mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, cơ hội này đang dần khép lại bởi khoảng cách với nhóm xếp đầu đang ngày càng xa dần. Cơ hội duy nhất dành cho hai câu lạc bộ đó là giành chức vô địch ở giải Europa League. Giải đua xe công thức 1 năm 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 20 tháng 3 ở Melbourne, Australia. Với 21 vòng đua được tổ chức, đây là con số đầu tiên trong lịch sử của giải đấu này. Đội Mercedes đang rất tự tin trong việc tiếp tục lên ngôi ở giải. Hiện tại, Lewis Hamilton đang đặt mục tiêu lần thứ tư lên ngôi vô địch và anh sẽ được đồng đội Nico Rosberg hỗ trợ. Ngoài ra, giải đua cũng có sự xuất hiện của một đội đua hoàn toàn mới, đó là Haas F1. Đây cũng là một đội đua đầu tiên của Mỹ tham gia đấu trường F1 này, hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị ở mùa năm 2016. Và trong phần tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới sau đây. Sau 16 năm, thì sàn chứng khoán London LSC và sàn chứng khoán Frankfurt là Deutsche Börse đã chính thức thực hiện thương vụ sáp nhập trị giá 30 tỷ đô la. Tỷ lệ thất nghiệp tại Ý lần đầu tiên giảm sau 7 năm xuống còn 11,9%.